Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, chính quyền Iran cho biết vụ nổ mỏ than do rò rỉ khí metan ở miền đông Iran khiến cho 51 người thiệt mạng, được xem là tai nạn chết chóc nhất ở nước này trong nhiều năm qua. Vụ nổ xảy ra vào đêm muộn ngày 21 tháng 9 theo giờ địa phương. Nguyên nhân được xác định là do nổ khí metan. Vụ nổ xảy ra lúc 21 giờ tối 21 tháng 9 tại mỏ than Tabas thuộc tỉnh Khorasan phía nam Iran. Vụ nổ ảnh hưởng đến hai khu vực của mỏ, nơi có 69 công nhân đang làm việc. Thống đốc tỉnh Khorasan phía nam Javad Kenat cho biết lực lượng cứu hộ đang nỗ lực giải cứu những người còn mắc kẹt. Tuy nhiên, công tác cứu hộ gặp khó khăn do tích tụ khí trong hầm mỏ. Tổng thống Masoud Pezeshkian đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và cho biết một cuộc điều tra về vụ việc đã bắt đầu. Không may là vụ nổ mỏ than đã khiến nhiều người mất đi thân nhân. Tôi xin gửi lời chia buồn tới các gia đình. Tôi đã nói chuyện với các bộ trưởng rằng đây là một bài học và từ nay những vụ tai nạn như thế không được phép xảy ra. Iran tiêu thụ khoảng 3,5 triệu tấn than mỗi năm nhưng chỉ khai thác được khoảng 1,8 triệu tấn từ các mỏ của mình mỗi năm. Phần còn lại được nhập khẩu, thường được tiêu thụ trong các nhà máy thép của đất nước. Năm 2013, 11 công nhân đã thiệt mạng trong hai vụ tai nạn khai thác mỏ. Năm 2009, 20 công nhân đã thiệt mạng trong một số vụ tai nạn. Năm 2017, một vụ nổ mỏ than đã giết chết ít nhất là 42 người.